Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là Radio Tâm Ca. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói: nạn buôn người là một tai họa làm thương tổn phẩm giá con người. Vatican, trong một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, được gửi đến Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Argentina, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tiêu diệt nạn buôn người bằng cách hỗ trợ các con đường giúp đỡ và hỗ trợ cho các nạn nhân. Qua nhóm đặc biệt của mình nói không với nạn buôn người, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức một buổi học hỏi trực tuyến nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người hôm 30 tháng 7. Đức Thánh Cha định nghĩa nạn buôn người là một tai họa làm thương tổn phẩm giá của các anh chị em yếu nhất. Trong sứ điệp có viết: thời hiện đại được đánh dấu cách đáng buồn bởi một quan điểm thực dụng, nhìn vào người khác theo tiêu chí của sự thuận tiện và lợi ích cá nhân. Do đó, cắt ngắn hành trình hướng tới việc nhận thức về nhân loại của mỗi người phù hợp với tính độc đáo của nó và không thể lặp lại được. Đức Hồng y Parolin viết tiếp trong sứ điệp: trong bối cảnh bi kịch kéo dài của nạn buôn người dưới nhiều hình thức, Đức Giáo Hoàng khuyến khích dấn thân xóa bỏ hoàn toàn bệnh dịch này và hỗ trợ các nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân và cộng tác tích cực vào việc xây dựng những con đường dẫn đến lợi ích chung và nhận thức đầy đủ về sự sống của con người. Thông điệp kết thúc với phép lành và lời cầu khấn Đức Mẹ Lucan. Với tựa đề Cùng nhau chống nạn buôn người, hội thảo trực tuyến đã diễn ra trên nền tảng Zoom với sự hiện diện ảo của hơn 600 người tham gia, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động chống buôn người như tư pháp, chính sách công, các tổ chức vì xã hội và giáo hội. Ban tổ chức sự kiện cho biết, thời gian đại dịch và cách ly xã hội bắt buộc do COVID-19 không ngăn cản các hoạt động của chúng tôi. Một mặt, cơ hội kết nối với thêm nhiều người từ nhiều nơi đã tăng lên. Mặt khác, nhu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này đã tăng lên vì các tình huống hiện nay thật không may là tạo thành nhiều lỗ hổng hơn, tạo điều kiện cho việc bóc lột con người. Đức Hồng y Jeffrey ủng hộ một viện mẫu ở Đức bị ra tòa vì che chở người tị nạn. Vatican. Đức Hồng y Michael Jeffrey dòng tên, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn của Tòa Thánh, đã lên tiếng ủng hộ mẹ Martin Trimmer, viện mẫu của một đan viện dòng biển Đức ở Đức, bị ra tòa vì đã đón tiếp người tị nạn. Mẹ Martin đang phải đối mặt với phiên tòa tại Bamberg, Đức vì đã cung cấp nơi trú ẩn trong 30 trường hợp cho những phụ nữ xin tị nạn tại đan viện Maria Freiden ở miền Bavaria. Cho đến nay, các thủ tục tố tụng chống lại những người xin tị nạn trong nhà thờ theo truyền thống đã bị hủy bỏ sau khi nộp phạt. Tuy nhiên, mẹ Martin đã từ chối trả tiền phạt và bị buộc tội với hai tội danh: giúp đỡ và tiếp tay cho những người di cư bất hợp pháp. Nhưng mẹ Martin đã bảo vệ hành động của mình: tôi đã hành động theo tinh thần Kitô giáo, giúp đỡ cụ thể cho một người khốn khó không thể là một tội ác. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, trong một buổi hội thảo online với đề tài Vượt qua sự dửng dưng đối với những người di dân và tị nạn, được tổ chức bởi tuần báo Công giáo quốc tế The Tablet nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người, Đức Hồng y Jeffrey đã nối kết việc làm của mẹ Martin với truyền thống lâu dài của các Kitô hữu sống đức tin của mình, dù phải chịu hậu quả cuối cùng. Ngài nói rằng không có lý do để truyền thống Kitô giáo này bị chối bỏ hay phá bỏ. Một luật sư của mẹ Martin, ông Frank Bethauser, bày tỏ hy vọng rằng vụ kiện sẽ mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý đối với quan điểm của các tổ chức tôn giáo cung cấp chỗ tị nạn trong nhà thờ. Giáo hội Công giáo Nga có vị giám mục đầu tiên người Nga. Moscow. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Nikolai Dubinin, 47 tuổi, dòng Francisco Viện Tu, làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow. Ngài là giám mục Công giáo đầu tiên người Nga kể từ khi hàng giáo phẩm Công giáo được thành lập tại nước này sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Việc bổ nhiệm vị giám mục đầu tiên người Nga là dấu hiệu sự phát triển tinh thần và xã hội của cộng đồng Công giáo nhỏ ở Liên bang Nga, hiện đã hòa nhập tốt vào kết cấu văn hóa và lịch sử của đất nước, nơi giáo hội chính thống chiếm đa số và có ưu thế. Đức cha Dubinin thuộc nhóm chúng sinh đầu tiên của Đại chúng viện, được tái lập tại thủ đô Moscow vào năm 1993. Ngài theo học chương trình đào tạo linh mục tại Học viện dòng Francisco Viện Tu ở Ba Lan và khấn lần đầu năm 1995. Ngài được thụ phong linh mục năm 2000.
Một giám mục phụ tá cho giáo phận Moscow là nhu cầu đã được Đức Tổng giám mục Thaddeus Kondrusivich, Tổng giám mục hiện tại của giáo phận Minsk của Belarus, nhận thấy từ những năm 1990. Người Công giáo tuy không nhiều nhưng có mặt trên khắp đất nước, và Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow bao gồm hai thủ đô Moscow và St. Petersburg, với khoảng cách giữa hai thành phố là hơn 700 cây số, và một số thành phố quan trọng khác như Skopje, Kursk, Vladimir và Nizhny Novgorod, tất cả đều cách xa nhau, chưa kể đến vùng đất Kaliningrad, Baltic. Đức cha Dubinin sẽ hỗ trợ Đức Tổng giám mục người Ý, Đức cha Paolo Pezzi, bắt đầu một mùa mục vụ mới cho các giáo sĩ địa phương. Các dự luật gần đây và các điều khoản của chính phủ trên thực tế đã làm cho các hoạt động của các nhà truyền giáo người nước ngoài tại Nga của tất cả các tôn giáo thêm phức tạp. Các nhà truyền giáo Công giáo vẫn gặp khó khăn trong việc xin giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc ít nhất là lâu dài. Các linh mục địa phương chưa đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu mục vụ của một lãnh thổ rộng lớn như thế. Các linh mục đầu tiên của chung viện St. Petersburg chỉ được thụ phong vào năm 1999 và Đức cha Dubinin đã được thụ phong vào năm 2000. Bây giờ người ta hy vọng một sự trưởng thành mới, không chỉ về ơn gọi địa phương mà cả cuộc sống của nhiều cộng đồng và gia đình Công giáo Nga sau một phần tư thế kỷ được tái lập. Hội giáo cực đoan hành quyết 5 tình nguyện viên Kitô hữu. Hoa Kỳ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã lên án việc những người Hồi giáo cực đoan có liên quan đến nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria hành quyết 5 tình nguyện viên Kitô giáo. Các tình nguyện viên này bị bắt cóc vào 2 tuần đầu tháng 6 trong những vụ bắt cóc khác nhau. Các tình nguyện viên bị bắt cóc vào tháng 6 và nhóm nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi, một phe nổi dậy từ nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, cho biết các tình nguyện viên đã bị giết. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, trong bản tin điện tử hàng tuần, nhóm này tuyên bố đã giết họ. Vào ngày 22 tháng 7, nhóm đã đăng một video lên YouTube, nhưng video đã nhanh chóng bị xóa đi. Một trong những sát thủ trong video đã khẳng định vụ hành quyết là sự trả thù đối với những nỗ lực nhằm cải đạo những người Hồi giáo thành Kitô hữu. Đó là thông điệp cho tất cả những người được những kẻ ngoại đạo dùng để cải đạo những người Hồi giáo thành Kitô hữu. Chúng tôi kêu gọi các bạn trở về với Thánh Allah bằng cách trở thành tín hữu Hồi giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn tất cả những tuyến đường các bạn đi. Nếu không chú ý đến những lời cảnh báo của chúng tôi, số phận của những người này sẽ là số phận của các bạn. Trên đây là những lời cảnh báo của sát thủ. Tổng thống Muhammad Buhari của Nigeria chia buồn với gia đình của những người bị sát hại và hứa rằng mọi tàn tích còn lại của Boko Haram sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi vùng đông bắc Nigeria. Theo báo cáo ngày 15 tháng 5 của Hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Hành pháp, trong năm 2020 đã có hơn 600 Kitô hữu bị sát hại. Các Kitô hữu bị chặt đầu, nhà thờ và nông trại bị đốt và các linh mục và chúng sinh trở thành mục tiêu bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Cuộc khủng hoảng bạo lực đối với các Kitô hữu ở Nigeria đã thu hút thêm sự giám sát và lên án của quốc tế. Các giám mục Pháp gửi thông điệp cho các tín đồ Hồi giáo nhân dịp lễ hy sinh. Pháp Quốc, nhân dịp Hồi giáo mừng lễ Eid al-Adha, lễ hy sinh, các giám mục Pháp đã gửi một thông điệp đến các tín đồ Hồi giáo, mời gọi sống tình hiệp nhất và huynh đệ. Trong thông điệp, các giám mục nói đến những đau khổ do đại dịch virus corona gây ra đã đưa thế giới Công giáo và Hồi giáo xích lại gần nhau hơn. Các giám mục viết, là những người tin vào Thiên Chúa duy nhất, chúng ta phải thực hành đức tin với một thái độ công dân chung để giữ gìn những điều tốt đẹp và cuộc sống của mọi người. Bị cách ly, chúng ta cần tái tạo lại thái độ cơ bản của tín đồ, tương quan với Thiên Chúa qua cầu nguyện, chú ý đến người khác qua lắng nghe, chia sẻ, liên đới và quan tâm, thúc đẩy cuộc sống dưới mọi hình thức. Các giám mục cũng nhắc đến nỗi đau về cái chết của nhiều người bị nhiễm COVID-19 và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nỗ lực cống hiến và vị tha, các bác sĩ, y tá, lái xe cứu thương, chủ cửa hàng, giáo viên, v.v. Các giám mục viết, ngay cả trong bối cảnh khó khăn này, chúng ta đã tìm được những cách thức mới để hiệp thông với nhau trong các dịp lễ lớn. Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đều dành nhiều thời giờ hơn để đọc và suy niệm sách thánh. Cũng liên quan đến lễ hy sinh tại Iraq, Đức Hồng y Rafael Luis Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kandê, đã gửi một thông điệp đến các tín đồ Hồi giáo.
Trong thông điệp, sau những lời chúc tốt lành, Đức Hồng Y Sako khuyến khích các tín đồ Hồi giáo ý thức lễ Eid al-Adha như là một cơ hội để ăn năn, thay đổi, hy sinh lợi ích đảng phái vì sự phát triển quốc gia và phẩm giá của mọi người. Đức Thượng Phụ chúc các tín đồ Hồi giáo nhìn lễ hy sinh như là cơ hội để hợp tác trong tinh thần trách nhiệm với chính phủ và mọi người thiện chí, cùng nhau vượt qua đại dịch và mọi thách đố khác, đồng thời đáp ứng nhiệt tình những nguyện vọng của công dân nhằm cải thiện điều kiện sống cho mọi người cùng với an ninh và ổn định Iraq. Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi lên án tham nhũng trong việc quản lý quỹ virus corona. Nam Phi, ghê tởm và sốc là những lời của Hội đồng các giáo hội Nam Phi sử dụng để diễn tả lên án mạnh mẽ các vụ tham nhũng trong quản lý quỹ virus corona đang lúc đại dịch lan tràn tại nước này. Bản tuyên bố của Hội đồng đã đề cập trực tiếp và rõ ràng đến các vụ cướp quỹ không biết xấu hổ, tính bất thường trong quy trình cung cấp, việc khai thác trắng trợn của những cá nhân tham lam. Trong đại dịch, họ như những con cành cành và linh cẩu trên xác chết, lợi dụng cuộc khủng hoảng như là một cơ hội cho lợi ích cá nhân, không quan tâm đến người nghèo. Tuyên bố đặc biệt nói đến một số hợp đồng mua thiết bị y tế được giao cho những người quan hệ gần gũi với những nhân viên của chính phủ, có những dấu hiệu mờ ám. Hội đồng yêu cầu điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và có hiệu quả đối với những cáo buộc bị phát hiện. Điều này rất cần thiết bởi vì trong lúc xã hội đang phải chiến đấu với đại dịch thì mọi người dễ bị tổn thương hơn bởi những người thiếu đạo đức và đầu tư khai thác tài nguyên trên dân chúng bằng sự gian lận, tìm cách lợi dụng tình cảnh khốn khó của người dân. Bản tuyên bố cho biết tham nhũng ở Nam Phi là một thảm họa sâu sắc, vì thế cần phải thực hiện các yêu cầu. Trước hết, chính phủ phải làm nhiều hơn là hứa trong việc thực thi pháp luật. Những người phạm tội phải bị bắt giữ và kết án, ngay cả trong đại dịch. Thứ hai, hệ thống tư pháp phải truy tố những người cho rằng đây là thời điểm tốt để cướp của và khai thác của người nghèo. Đối với điều này, Hội đồng đề nghị thành lập một tòa án đặc biệt xét xử các tội ác gây ra trong đại dịch. Hội đồng cũng yêu cầu xã hội dân sự khởi động một chiến dịch thu thập và lưu trữ bằng chứng về tội phạm tham nhũng. Liên quan đến việc mua sắm công cho các thiết bị y tế, cần phải loại bỏ các thủ tục trung gian, vì sự hiện diện của các trung gian vô tình tạo cơ hội cho các cá nhân tham nhũng. Hội đồng cũng hy vọng rằng tên của tất cả những người liên quan đến hành vi gian lận và tham nhũng này phải được công bố để họ cảm thấy xấu hổ. Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi đến tất cả những người liên quan đến các vụ việc tương tự để kiềm chế những hành vi tội phạm lừa đảo và tham nhũng. Hãy nhớ rằng họ không ăn cắp từ chính phủ mà là từ miệng của những người dân Nam Phi, đặc biệt là từ những người nghèo và những người đau khổ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Một số chia sẻ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu giáo Stras Avis, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Quý thính giả thân mến, trong số các cơ quan trung ương tòa thánh, có bộ các dòng tu phụ trách các vấn đề liên quan đến những người nam nữ sống đời thánh hiến, tên chính thức đầy đủ là Bộ về các hội dòng đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ. Bộ cũng phụ trách các vấn đề của đoàn trinh nữ thánh hiến. Trong bài này, chúng tôi xin gọi là Bộ các dòng tu cho ngắn gọn. Từ 9 năm nay, bộ này được Đức Giáo Hoàng ủy thác cho Đức Hồng Y João Prats de Avis, người Brazil làm tổng trưởng. Tuy không phải là tu sĩ, nhưng Ngài được sự phụ giúp của Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Đức Hồng Y Prats de Avis, năm nay 73 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Brasilia từ năm 2004, và 7 năm sau đó, năm 2011, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ các dòng tu và thăng Hồng Y năm sau đó, năm 2012. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến Vida Nueva, Đời Sống Mới, truyền đi ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Prats de Avis đã chia sẻ một số kinh nghiệm của Ngài về đại dịch COVID-19, cũng như những nhận định về các vấn đề của dòng tu hiện nay. Về cuộc sống thời đại dịch COVID-19, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi bị cấm cung ở nhà trong 2 tháng rưỡi vì virus corona. Do vậy, công việc của bộ các dòng tu vẫn tiếp tục. Tình trạng khẩn trương đã gợi lên nơi các tu sĩ, những người thánh hiến nam nữ, những câu hỏi cần được trả lời ngay.
theo đường hướng của các giới hữu trách tại Vatican về tình trạng khẩn trương, chúng tôi đã cố gắng tìm đến với mọi người qua Internet. Riêng tôi, ở nhà tôi, đã có thể quan tâm hơn đối với hai nữ tu làm việc với tôi và chúng tôi đã tăng trưởng trong tình huynh đệ, học cách lắng nghe nhau nhiều hơn và khám phá giá trị của những điều bé nhỏ cần thiết cho đời sống hàng ngày như cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, để ý đến chi phí hoặc nấu ăn. Tôi đã có thể dành nhiều thời giờ hơn để nghiên cứu và nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe. Thời gian dành cho việc cầu nguyện cũng gia tăng và được cải tiến thêm. Tôi đã tái lập việc chầu mình Thánh Chúa với các nữ tu. Tại gia, chúng tôi quyết định không đóng khung trong việc chăm sóc và bảo vệ bản thân, nhưng giúp phục vụ những bữa ăn cho người nghèo do cộng đồng Thánh Egidio đảm trách gần Vatican. Một trong các nữ tu đi đến đó hai lần mỗi tuần. Phần tôi vì tuổi tác, tôi phải ở nhà. Từ giáo xứ phục vụ người Mỹ Châu Latin ở Roma, chúng tôi được tin họ cần giúp đỡ, đặc biệt là về thực phẩm cho nhiều người không có gì để ăn vì họ không thể làm việc trong kỳ đại dịch. Vì thế, chúng tôi đã quyết định dành một phần lương của chúng tôi để mua và giao thực phẩm cho giáo xứ để giúp đỡ những người ấy. Chúng tôi theo dõi tin tức hàng ngày và có thể chia sẻ trong kinh nguyện với những đau khổ của bao nhiêu người đã mất những người thân yêu trong gia đình mà họ không thể giã từ trong những lúc cuối cùng. Ở Roma, chúng tôi vẫn luôn cảm thấy sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những cử chỉ và lời nói của Ngài trong khi đại dịch lan tràn và phá hủy những an ninh của con người. Về sự phục vụ của bao nhiêu tu sĩ nam nữ trong kỳ đại dịch, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu nhận xét rằng sự hiện diện của nhiều người thánh hiến nam nữ cạnh các bệnh nhân và gia đình họ trong kỳ đại dịch này là một dấu hiệu rất ý nghĩa. Có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ đã bị lây nhiễm virus corona và thiệt mạng vì bảo vệ sinh mạng của những người khác và gần gũi với những người đau khổ. Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì chứng tá thánh thiện và rút ra từ đó niềm hứng khởi để gia tăng sự sẵn sàng phụng sự nước Thiên Chúa. Đức Hội Prat de Avis cũng nhận xét rằng trong thời điểm lịch sử này, nhiều tu sĩ tìm cách xác định rõ hơn nòng cốt đoàn sủng của vị sáng lập, nam hoặc nữ, phân biệt đoàn sủng ấy với những truyền thống văn hóa và tôn giáo của các thời đại khác để được sự khôn ngoan của giáo hội hướng dẫn qua huấn quyền hiện nay, đặc biệt từ thời công đồng chung Vatican thứ hai, chú ý đến những dấu chỉ thời đại để loan báo và làm chứng về tin mừng của Chúa Kitô. Theo Đức Hồng Y, trong tiến trình sinh động ấy, do Chúa Thánh Linh thúc đẩy để cùng với toàn thể nhân loại tiến vào thời kỳ hiện nay dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho toàn thể giáo hội, những người nam nữ thánh hiến cần can đảm để đồng hóa với hành trình của toàn thể giáo hội. Hơn mọi thực tại khác, giáo hội là căn nhà chung của toàn thể đời sống thánh hiến. Vì thế, các tu sĩ nam nữ ngày nay được kêu gọi đồng hành với hàng giáo phẩm. Trong viễn tượng đó, những kiểu mẫu huấn luyện trước đây không đủ nữa. Cụ thể hơn, Đức Hồng Y Prat de Avis nói, nhiều thói quen thực hành cần được thay đổi để cho sự huấn luyện khởi đầu và thường huấn sinh động hơn vì chính Thánh Linh hoạt động. Sự huấn luyện không thể dừng lại ở một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Toàn thể cuộc sống, từ khi sinh ra cho tới lúc chết, đều là thời kỳ huấn luyện. Cả các nhà đào tạo cũng phải ở trong tiến trình huấn luyện và phải ý thức về sự giòn mỏng của mình và luôn hướng tới việc làm chứng về sự theo Chúa Kitô cùng với những người đang được họ đào tạo. Trước tiên là việc huấn luyện để theo Chúa Giêsu và dưới ánh sáng ấy có sự huấn luyện để theo các vị sáng lập dòng. Vấn đề ở đây không phải chỉ là thông truyền những kiểu mẫu được thực hiện từ trước đến nay. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ chúng ta tạo ra những tiến trình sinh động nhờ tin mừng để đi vào chiều sâu của các đoàn sủng được ban cho mỗi người chúng ta. Các tiến trình đó sẽ giúp đời sống huynh đệ trong cộng đoàn có khả năng thỏa mãn ước muốn của chúng ta về đời sống gia đình, trong đó chúng ta tự do, được nhẹ nhàng trong các tương quan và hạnh phúc. Đó chẳng phải là một phương thế tốt để giữ các tu sĩ nam nữ có sự trung thành với sự thánh hiến của chúng ta trong suốt cuộc đời sao? Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Vida Nueva, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu cũng nhắc đến tình trạng thiếu ơn gọi ngày nay. Các thống kê gần đây cho thấy số tu sĩ nam nữ liên tục giảm sút trong giáo hội, ngoại trừ tại Phi Châu và Á Châu. Ví dụ, trong năm 2019,
số nữ tu giảm hơn 10.500 chị so với năm 2018 trước đó, và cả thế giới chỉ còn 648.000 nữ tu. Tại Phi Châu, tăng thêm gần 1.500 chị, và Á Châu tăng hơn 1.100 chị. Hoặc trong năm 2019, có 32 đan viện chiêm niệm tại Tây Ban Nha bị đóng cửa vì không còn người vào tu. Đức Hồng Y Brad David nhận thực rằng, tại Tây Ban Nha cũng như tại các nước Âu Châu, Úc và Mỹ Châu, đời sống thánh hiến đang thiếu ơn gọi, các tu sĩ trở nên già nua và có những vết thương vì thiếu bền đổ. Có bao nhiêu vụ xuất dòng mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một sự xuất huyết. Nhưng Đức Hồng Y cũng nhận xét, từ khoảng 10 năm nay, chúng ta đã thấy một quyết định căn tân. Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng ta những văn kiện và một sự đồng hành chặt chẽ. Thời thế thay đổi đã tạo ra một sự nhạy cảm mới để trở về với việc theo Chúa Kitô, một cuộc sống huynh đệ chân thành trong cộng đoàn, cải tổ những hệ thống huấn luyện và vượt thắng những sự lạm dụng quyền bính, minh bạch trong việc sở hữu và quản lý của cải. Tuy nhiên, có những kiểu mẫu cũ, ít phù hợp với tin mừng, vẫn còn chống lại sự thay đổi cần thiết để làm chứng về nước Thiên Chúa trong thời đại ngày nay. Có những trường hợp đời sống thánh hiến quá tập trung với những tương quan phần lớn là pháp lý và áp đặt, ít có khả năng có thái độ kiên nhẫn, yêu thương, đối thoại và tin tưởng. Trong nhiều trường hợp, tương quan giữa những người nam nữ thánh hiến bị tương quan tùng phục và thống trị, tước mất tự do và vui tươi, một thứ vương phục hiểu không đúng. Sự huấn luyện không đúng ngay từ khởi đầu hoặc cả trong việc thường huấn đã tạo ra những thái độ bản thân ít hợp với ơn gọi đời sống thánh hiến trong cộng đoàn, những tương quan bị ô nhiễm và tạo nên cô đơn và buồn sầu. Trong nhiều cộng đoàn, ít có sự phát triển ý thức rằng đối với chúng ta, tha nhân là sự hiện diện của Chúa Giê-xu, và trong tương quan với Chúa, yêu thương tha nhân, chúng ta có thể bảo đảm sự hiện diện liên tục của Chúa trong cộng đoàn. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Brad David cổ võ sự đổi mới nhờ một linh đạo hiệp thông, trong đó tha nhân chiếm vị trí quan trọng trong kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa, và cũng chiếu rọi ánh sáng trên kinh nghiệm về quyền bính như một sự phục vụ, chứ không phải là một sự thống trị với những lý lẽ tu đức giả tạo. Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc nhở rằng, những người nam nữ thánh hiến được kêu gọi trở thành những con người gặp gỡ. Ai thực sự gặp Chúa Giê-xu thì cũng trở thành chứng nhân và tỏ cho thấy cuộc gặp gỡ với tha nhân là điều có thể. Làm ca trưởng. Chuyên đỉnh. Chân dung. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Đỉnh ơi đỉnh, đỉnh có thích âm nhạc không đỉnh? Mình thích âm nhạc mà, âm nhạc là một cái điều làm thăng hoa cuộc sống, làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm, làm cho mình hồi tưởng lại những điều quá khứ và làm cả mình thấy yêu đời. Thế đỉnh có biết chơi đàn hay là một cái nhạc cụ nào đó không? Thật ra cũng không biết nhiều lắm. Một chút piano, một chút guitar. Thỉnh thoảng buồn buồn thì nhất là lúc mà bị cám dỗ hay lúc buồn gì đó thì ngồi chơi một chút xíu, cảm thấy hát những bài mà mình thích, thấy cuộc đời cũng được lắm. Thế bố của Đỉnh có thích hát không? Bố của Đỉnh không có hát nhiều lắm, nhưng mà bố của Đỉnh làm ca trưởng á, rồi nhưng mà mẹ thì thích hát hơn nhiều, mẹ thì ở trong ca đoàn. Đúng như là một tiểu thuyết ha. Hai người quen nhau là tại vì ở trong ca đoàn chung á. Thế bố Đỉnh có khi nào mà cảm ràm vì mẹ Đỉnh hát nhiều quá không? Thường thì bố khen mẹ hát hay không à? Tại vì ngày trước vì mẹ hát hay quá nên là bố thích á. Mà sao nãy giờ hỏi tôi nhiều vậy ta? À, tại hôm nay có một bức thư của một bạn kể về một gia đình yêu âm nhạc. Thì ra là yêu âm nhạc nên là tự nhiên hỏi tôi nhiều về âm nhạc đúng không? Một bức thư rất là dễ thương Đỉnh ạ. Thì háo hức rồi đó, bây giờ đang ngóng nè. Rồi. Bức thư được gửi về từ bạn Trang Ngô. Bạn ấy chia sẻ như thế này. Lúc nhỏ, tôi được dắt đi học đàn ở nhà thờ. Các bạn biết không, tôi học ngu nhất lớp. Giống mình ngày xưa. Là vì á, khi mà học đàn, nhưng mà mắt tôi thì lại cứ dán vô cái dàn trống da bên cạnh. Trong lòng thì thầm mơ ước, có một lần nào đó được ngồi sập sình bên dàn trống ấy. Kết quả là gì Đỉnh biết không? Sao? Kết quả là bạn ấy thú nhận rằng
cả năm học ấy, tôi chẳng học được một nút nào cả. Còn mình ngày trước học tốt là tại vì bên cạnh có một cái cô bạn rất là xinh. Thế là cứ học mà cứ nhìn bạn ấy không à. Ôi giời. Rồi bạn ấy chia sẻ tiếp thế này: sau này khi học đại học rồi kiếm được số tiền đầu tiên, tôi nghĩ đến những điều còn dang dở hồi còn nhỏ. Tôi mua một cây đàn organ cũ. Lần này tôi tự nhủ, mình phải quyết tâm học cho ra trò mới được. Ồ, chứ không phải là học ra ông thầy hả? Không, cái này học ra trò á, có nghĩa là học đàng hoàng á. Còn học làm thầy thì tính sau. Bạn ấy tự nhủ rằng mình phải học cho ra ngô, ra khoai, rồi chục năm nữa về đệm đàn cho ca đoàn của bố. Nhưng chẳng bao lâu, cây đàn ấy lại hư. Đúng là khổ tận cam lai luôn á. Vừa mới khí thế ngút trời. Thì căng quá. Nhưng mà tôi không có bỏ cuộc. Ồ, khí thế của bạn này cao đấy. Đàn hư thì đã sao đúng không? Ừ. Thử xem là những cái điều còn dang dở của bạn ấy như thế nào nhá. Ừ. Bạn ấy kể rằng Sài Gòn sáng nay ngu ngơ ngủ dậy trễ. Cái này các bạn sinh viên thường nhiều lắm nè. Ừ. Hay dậy trễ lắm. Ngu ngơ ngủ dậy trễ, tôi lại bỏ mất lớp học đàn, bỏ luôn cả buổi ký tặng sách của nhà văn mà tôi yêu thích nhất cuộc đời, đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ồ, tiếc quá ha. Mà phải nói là bạn này đúng là nghệ sĩ đó. Yêu âm nhạc rồi còn yêu cả văn thơ nữa. Ừ, mà lơ thơ rồi hồn lác đác luôn à. Rồi bạn ấy kể tiếp. Rồi tôi còn bỏ quên cả cục sạc điện thoại ở tiệm sách. Thế là máy hết pin, chẳng liên lạc được với ai. Mọi thứ cứ loay hoay rồi lại xoay xoay. Được thể tôi bỏ luôn cả ngày thứ bảy. Tuyệt vọng, chỉ chờ có một điều thôi. Chỉ chờ đợi một tiếng chuông nhà thờ vang. Mà sao bạn ấy lại chờ tiếng chuông nhà thờ vang? Thì bạn ấy sốt sáng đi lễ thứ bảy rồi. À. Bạn ấy được bố mẹ giáo dục từ nhỏ mà, yêu nhà thờ, yêu ca đoàn mà. À. Con người ta sốt sáng vậy đó. Ừ. Có những bạn sinh viên đi học đại học quên luôn chuông nhà thờ luôn rồi. Ừ. Bạn ấy chia sẻ tiếp: từ bé tới giờ, tôi chưa thấy bố làm việc gì nhiệt huyết và đam mê cho bằng việc ngồi gõ những ngón tay run run lên những phím đàn. Rồi sau đó là cất cao cái giọng hát đùng đục, nhuộm màu thời gian nhưng lại đầy nội lực của bố. Tôi cũng chưa thấy cái cảnh tượng nào oai phong bằng việc nhìn bố đứng trên cánh gà nhà thờ đánh nhịp cho mọi người hát. Còn nhớ có lần tôi đã từng suýt đấm vào mặt thằng bạn dám bảo rằng: bố mày múa trong nhà thờ hả? Hồi đó tôi còn nghĩ cái thằng nó bê đê, tôi không chấp. Rồi bạn ấy còn kể rằng: với cả cái hồi còn nhỏ, tôi chẳng sợ gì. Còn bây giờ hả? Sài Gòn vồn vã, tôi thấy mình sợ những khuôn mặt không quen. Rồi cả những khuôn mặt đã quen, nhưng lại dần dần xa mất. Giữa Sài Gòn, biết đâu tôi lại đánh rơi cậu ấy rồi. Ủa, cậu ấy là ai vậy? Chắc là một chàng trai trong mộng của bạn này quá à. Rồi bạn ấy kể tiếp rằng: mỗi sớm thức dậy trong tiếng nhạc thánh ca, tôi cầu mong mọi chuyện đều tốt đẹp. Wow, bạn này có vẻ đạo đức ghê ta. Sáng thức dậy mà đã nghe nhạc thánh ca rồi đấy. Ừ, và như mọi sớm, bố tôi dậy mở nhạc thật to, đàn hát khí thế. Hồng làm gì biết đâu, Hồng lôi đầu lũ chúng tôi dậy. Chú cha ơi, vậy mà cứ tưởng là tự nguyện. Ai ngờ đó là chiêu của bố để dụ mấy bạn ấy dậy. Cái này là bị dậy trong ép buộc đấy đúng không? Mà đỉnh, có khi nào đỉnh bị bố mẹ lôi dậy vào sáng sớm bằng cái chiêu này không? Hôm nay có vẻ phỏng vấn tôi nhiều à nghe. Thật ra thì hồi còn nhỏ á, mình thường là dặn mẹ gọi dậy không à. Chủ động dặn gọi dậy. Nhưng mà mỗi lần mẹ gọi dậy thì xin cho con ngủ thêm chút nữa. Chứ không phải là để ba cái đồng hồ báo thức luôn hả? Không, hồi đó thì có mẹ làm đồng hồ rồi. Bạn ấy thổ lộ tiếp như thế này: chèn vào giữa những tiếng nhạc ấy là một cung giọng khác. Dù là tiếng la om sòm, nhưng câu nói của mẹ làm tôi thấy thích thú. Thôi đi ông ơi, đặt nhỏ đi cho tụi nó ngủ. Già rồi, tiết hết dây thanh quản gân điếu cổ bây giờ. Đúng là gia đình nhiều màu sắc ha. Mẹ bạn ấy cũng không biết đùa chút nào đâu. Gọi cái dây thanh quản của ba là gân điếu cổ. Đúng là biết đùa đó. Mà thật ra thì trong nhà mà có một người mẹ bênh con này thì đúng là bạn ấy đứng về phía mẹ là đúng rồi. Lúc ấy, mặc dù đang cuộn mình trong chăn ấm, cố ngủ thêm chút nữa, nhưng tôi dám chắc là bố tôi đang bị mẹ tôi bóp cổ cười khà khà. Chắc là lúc đó là bạn ấy cười khà khà này, tại vì sung sướng, tại vì thấy mẹ bênh mình. Đó là những điều đã xảy ra 2 năm về trước. Bây giờ bố tôi đã không còn làm nhạc trưởng nữa, nhưng tôi vẫn thích nhìn bố tập đàn và hát mỗi ngày. Không còn đứa nào ở nhà để bố gọi dậy đi học mỗi sáng, vì bây giờ mỗi đứa một nơi. Nhưng chắc là bố vẫn bị mẹ la hoài.
Cái này chắc còn thường xuyên hơn là cả việc bố tập đàn quá. Bố tập đàn mỗi ngày một hai lần thôi, còn mẹ la thì chắc là nhiều lần quá. Và khi hoài niệm như vậy, bạn ấy kể tiếp rằng: còn Sài Gòn hôm nay, tôi vẫn chưa thể đàn cho tử tế được. Tôi vẫn hay làm hư tất cả mọi thứ, vẫn để quên đồ đạc và mất những thứ không dính trên người. Cái này thì sinh viên nhiều lắm, sinh viên hay quên lắm. Tôi vẫn ngủ quên, vẫn bỏ lỡ chuyến xe về nhà. Và biết đâu, tôi vẫn đánh rơi cậu ấy ở đâu đó. Mà bạn ấy vẫn chưa bật mí cậu ấy của mình là ai ha? Mà đến giờ phút này thì bạn ấy đã hai lần rồi ha. Hai lần nhắc đến cậu ấy rồi mà bạn ấy vẫn chưa bật mí cậu ấy của mình là ai. Nhưng chắc là một người phải quan trọng lắm, một người cũng khiến bạn ấy ưu tư trăn trở như việc học đàn vậy á. Và bạn ấy chia sẻ rằng: dù sao cũng vẫn vậy, nhờ những tiếng đàn này mà ở giữa lòng Sài Gòn ồn ào, lòng tôi sẽ lặng yên. Con cảm ơn bố, con sẽ sớm về nhà thôi. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Cảm ơn bạn Trang Ngô đến từ nhóm sinh viên Công giáo Thiên Ân vì những chia sẻ rất là dễ thương về niềm tự hào về những trăn trở của mình. Đúng là có bố làm ca trưởng cũng vui đấy chứ, mình thì mình thấy rất là vui đó. Cầu chúc bạn sớm tìm được một cây đàn thật tốt, theo đuổi những điều còn dang dở và sớm tìm được cậu ấy của mình nhé. Và nếu như cậu ấy của bạn Trang Ngô mà có nghe được chương trình này thì hãy liên hệ với bạn Trang Ngô nhé, bởi vì bạn ấy đang đi tìm cậu ấy của bạn ấy đó. Và nếu các bạn có những tâm tư, nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.